Rồi, alo, thầy Nam nè, xin chào các bạn. Ở trong cái bài này thầy Nam nhắc lại cái bài làm cho bài này sẽ làm như sau. Chúng ta thấy rằng là cái hình chữ nhật mà nó chứa cái trái tim này thì nó bao gồm là những hình chữ nhật trong cái này, đúng không nào? Và cái phần này, đúng không nào? Do vậy mà chúng ta không thể là làm theo đánh dấu theo số được, chúng ta chỉ đánh số đến đâu. Chúng ta chỉ thấy trong cái vòng ô này thôi, sau đó chúng ta cộng thêm cả cái phần này này đấy vào nữa. Đây phần này này, phần này là một này, cái này là hai này, thấy không? Rồi là bắt đầu từ đây, cái này có này là ba này, thấy chưa? Rồi cái này là bốn này đấy. Chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ làm bắt đầu từ đầu như sau nhé. Chúng ta sẽ phải tìm là những hình chữ nhật có chứa trái tim này trước, đúng không? Vậy trong này mình sẽ đánh số này, một ở đây đúng rồi, ở đây hai đúng rồi, ok rồi, đây là một đúng rồi, đến đây thôi, đánh số đến đây thôi. Ba này không đánh như đây nhá, bởi vì tính trong cái vòng ô đỏ thôi. Một này, hai này, ba là chuẩn đây này, đây một này, hai này, ba này, rồi cái này không có nha. Như vậy là tính riêng trong phần ô đỏ này thì chúng ta đã thấy xuất hiện là có hai này nhân với 2 bằng 4 này, 4 nhân 3 bằng 12 này. 12 nhân với 3 bằng 36, đúng nhỉ? 2 nhân 2 bằng 4, 4 bằng 12. 12 nhân với 3 bằng 36 này. Bây giờ 36 này, chúng ta phải đếm phần này nữa này. Phần này thì đếm thủ công thôi. Bắt đầu từ đây đúng không? 37 này, thấy không? Thấy chưa? Rồi hình này nữa là 38 này. Đấy. Này là 39 này. Hình to đùng này, siêu to khổng lồ này là 40 này. Thấy không nào? 40 nhá. Rồi tiếp này. Bây giờ bắt đầu từ đây. Hết bên này rồi đúng không? Bên này. 41 này. Thấy chưa? Và 42. Được chưa nào? Giờ có 42 hình. Còn cái hình này bắt đầu từ đây thì hình này đã nằm trong vòng ô đỏ rồi, đúng nào? Kể cả hình này cũng nằm trong hình ô đỏ rồi. Cho nên là chúng ta có tất cả ở đây, đáp án của cái bài này là chuẩn là 42. Nếu như mà bạn chưa rõ thì có thể là xem lại cái video này thêm một lần nữa nhé.